Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đang bị rơi vào tình thế thập diện mai phục? Vào ngày 1 tháng 12 tại hội trường Diên Hồng, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai tổng kết thực hiện nghị quyết số 18 về tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 14.535 điểm đầu cầu cấp cơ sở trên 1,3 triệu đại biểu tham dự. Tham dự hội nghị tại thời điểm cầu Nhà Quốc hội ngồi ở vị trí trang trọng nhất gồm có 6 nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và chỉ đạo hội nghị. Có ý kiến cho rằng phe chủ chiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cộng với ông Trần Thanh Mẫn đã trở thành phe thiểu số trong tình thế này. Đáng chú ý có suy đoán cho rằng hiện nay Thủ tướng Phạm Minh Chính từ vị trí một đồng minh của Tổng Bí thư Tô Lâm đã quay lưng lại với người đứng đầu trong đảng. Kể từ khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là căng thẳng hơn, đặc biệt do liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC. Bà Nhàn IEC bị cáo buộc có mối quan hệ mật thiết với ông Chính và một số lãnh đạo cấp cao khác trong đảng. Trong khi đó, ông Tô Lâm được cho là đang nỗ lực sử dụng vụ án IEC để tìm bằng chứng nhằm hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngoài ra, ông Tô Lâm còn được cho là đã cố gắng thay thế lãnh đạo của Tổng cục 2 là cơ quan tình báo quân đội nhằm kiểm soát thông tin liên quan vụ án này cũng như mối quan hệ của ông Chính với bà Nhàn. Tuy nhiên, cũng theo những đồn đoán, những nỗ lực này đang gặp khó khăn do có sự bảo vệ từ phía Tổng cục 2, tình báo quân đội và các mối quan hệ phức tạp chồng chéo trong nội bộ của đảng. Có thông tin cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể dính líu đến vụ án tham nhũng của công ty IEC kể từ khi ông Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2021. Trong giai đoạn này, IEC đã liên tục trúng thầu nhiều dự án tại Quảng Ninh với giá trị rất lớn. Ngoài ra, một số thông tin cho rằng bà Nhàn có mối quan hệ trên mức thân thiết với ông Phạm Minh Chính, thậm chí có tin đồn ông Chính và bà Nhàn có một người con gái chung đang định cư tại Anh Quốc. Theo tờ báo của Israel vào tháng 8 năm 2022 đưa tin, Israel đã bán cho Việt Nam vũ khí trị giá tới 1,5 tỷ đô la, đưa Israel trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Việt Nam, chỉ sau Cộng Liên bang Nga. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trung gian, môi giới và nắm rất nhiều bí mật trong các thương vụ này. Đây là các thông tin mà ông Tô Lâm cần biết với mục đích để kiểm soát được phe quân đội. Tổng cục 2 tình báo quân đội được cho có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như Bộ trưởng Đại tướng Phan Văn Giang trong vụ án của bà Nhàn IEC. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm sử dụng vụ án này để tìm bằng chứng chống lại Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mới nhất, ông Tô Lâm đã cử Bộ trưởng Lương Tam Quang công du Cộng hòa Liên bang Đức để tìm mọi cách dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Tuy nhiên, nhiệm vụ này của Bộ trưởng Quang đã bất thành. Cũng theo đồn đoán, Tổng Bí thư Tô Lâm với tham vọng quyền lực được cho là đang cố đấm ăn xôi, sẵn sàng phá vỡ mối quan hệ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, mặc dù ông Chính và Tô Lâm đều là các tay chân thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây được cho là lý do khiến cho Tô Lâm đã bị rơi vào tình thế thập diện mai phục như đã thấy. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm bị rơi vào tình thế thập diện mai phục? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao dự án khai thác bauxit Tây Nguyên bị thanh tra vào thời điểm hiện nay? Lâu nay, dự án khai thác bauxit Trung Quốc ở Tây Nguyên đã gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, hiệu quả kinh tế và tác động môi trường. Vào ngày 28 tháng 11, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc quản lý khai thác khoáng sản. Đáng chú ý, dự án khai thác quặng bauxit ở tỉnh Đắk Nông là một trong dự án thuộc diện bị thanh tra. Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy, đây là quyết định thanh tra chuyên đề về quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, wolfram và quặng bauxit. Được biết, chủ trương này do Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tiêu cực yêu cầu. Ban Chỉ đạo do Cố
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành lập vào năm 2013 được cho là đứng đằng sau nhiều vụ thanh tra nhằm vào các vụ án tham nhũng lớn dẫn đến sự ra đi của nhiều quan chức cấp cao. Hiện nay, Ban chỉ đạo do trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phụ trách trên cương vị Phó Ban Thường trực. Tây Nguyên là khu vực giàu trữ lượng bauxit và được đánh giá là một trong những mỏ bauxit lớn nhất thế giới. Bauxit là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất nhôm, một kim loại quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp như xây dựng, giao thông vận tải và quốc phòng. Liên quan dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên đã có những tranh cãi và lo ngại từ lâu. Các ý kiến chủ đề xoay quanh việc sử dụng công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm từ bùn đỏ và lao động từ Trung Quốc tràn sang. Đặc biệt là sự dính líu của phía Trung Quốc trong hoạt động tổ chức khai thác với hai dự án lớn Nhân Cơ ở tỉnh Đắk Nông và dự án Tân Giai ở tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến quan ngại về sự phụ thuộc ảnh hưởng của Trung Quốc. Dự án khai thác bauxit Tây Nguyên vào những năm 2008-2009 đã từng khiến dư luận Việt Nam dậy sóng. Các tướng lĩnh quân đội như Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên đã lên tiếng can ngăn, cũng như các nhân sĩ trí thức nổi tiếng đã tuyên bố kêu gọi nhà nước và chính phủ dừng việc triển khai dự án này. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi đó đã khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, do đó vẫn chỉ đạo tiếp tục thực hiện. Sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào năm 1991, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nhanh chóng được thúc đẩy và hợp tác phát triển cả ngành công nghiệp nhôm ở Tây Nguyên. Dự án khai thác bauxit Tây Nguyên bắt đầu triển khai khi Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực khai thác và chế biến. Trong vai trò là Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2001 đến năm 2011, ông Nông Đức Mạnh và Bộ Chính trị đã phê duyệt dự án khai thác bauxit Tây Nguyên từ năm 2001. Đến năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã ký quyết định 167 phê duyệt quy hoạch khai thác bauxit giai đoạn 2007-2015, có xem xét đến năm 2025. Truyền thông nhà nước đã lý giải về việc tổ chức thanh tra việc khai thác khoáng sản và cho rằng do những lo ngại về tác động tiêu cực của dự án bauxit Tây Nguyên này vẫn tồn tại cho đến nay, nên việc dự án bauxit Tây Nguyên bị điều tra, thanh tra và xử lý được cho là để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường, an ninh và hiệu quả kinh tế. Theo giới quan sát, về thực chất vấn đề không đơn giản như vậy, mà đây là đề xuất xuất phát từ chủ trương nhằm hạn chế sự liên quan của Trung Quốc với Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên cũng không loại trừ các tình huống khác, nhất là các sự chỉ đạo từ Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tiêu cực ông Phan Đình Trạc. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin vì sao dự án khai thác bauxit Tây Nguyên bị thanh tra vào thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.